dọc tuyến đê sông Đuống, sông Thái Bình thuộc địa bàn các xã An Thịnh, Trung Kênh, Lai Hạ và Minh Tân, huyện Lương Tài. Thực tế kiểm tra cho thấy hoạt động tập kết cát sỏi lòng sông vào thời điểm này đã cơ bản được các chủ bến kinh doanh vật liệu xây dựng nghiêm túc chấp hành. Số cát sỏi trên bãi đã được hạ thấp theo đúng độ cao cho phép, đảm bảo lưu thông dòng chảy trong mùa mưa bão. Đến ngày 15 tháng 5 đến 30 tháng 10 là được xã và các chính quyền bảo ngưng tập kết vật liệu xây dựng thì gia đình chúng tôi đã chấp hành là không tập kết và giải tỏa vật liệu xây dựng. Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Lương Tài cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão. Nhiệm vụ trọng tâm được các ngành địa phương tập trung chỉ đạo đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các chủ bến dừng tập kết vật liệu xây dựng từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10, đảm bảo độ cao cho phép để không ảnh hưởng đến tiêu thoát dòng chảy. Chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh cát sỏi nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các chủ phương tiện không chấp hành quy định luật giao thông đường bộ, đường thủy. Trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các ca tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt là trên tuyến đê Hữu Thái Bình, đặc biệt là mùa mưa bão. Tất cả các phương tiện vi phạm về trọng tải trên đê, vi phạm về quá tải, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mùa mưa bão năm nay các yếu tố thời tiết bất thường tiếp tục xảy ra. Do đó, thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác quản lý khai thác khoáng sản lòng sông là biện pháp quan trọng ổn định dòng chảy, luồn lạch, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng, sản xuất của nhân dân trong mùa mưa bão.